anh nhớ rõ từng ngày luôn. Ngày 19 tháng 7 năm 2014 là ngày đó là bọn em bị công an bắt. Nên cái ngày mà mong chờ nhất là để cho mẹ thấy mình được quay trở lại bóng đá, được mọi người công nhận trở lại, thì mẹ không còn, không kịp. Chào mừng quý khán giả đến với chương trình Bước Qua Cánh Cửa. Kính thưa quý vị, thường ngày chúng ta giao tiếp nhau, gặp gỡ nhau qua những nụ cười. Nhưng phía sau mỗi nụ cười của mỗi con người đó là cả một câu chuyện đời. Và chính những câu chuyện đời đó làm cho chúng ta, có khi chúng ta cảm động, có khi làm cho chúng ta phải chiêm nghiệm lại cuộc đời này, có khi chúng ta phải lấy đó để làm một động lực sống tiếp theo. Và hôm nay chương trình Bước Qua Cánh Cửa xin giới thiệu một nhân vật từng là cựu cầu thủ quốc gia, đó là anh Nguyễn Thành Long Giang. Mời em giới thiệu về mình một chút. Chào cô Sương và chào quý vị khán giả. Em là Nguyễn Thành Long Giang, là cựu cầu thủ của đội tuyển Việt Nam. Công việc của em là đang là huấn luyện viên đội U11 của Lớp Cơm Ngọc Hùng, thành phố Hồ Chí Minh. Nguyễn Thành Long Giang, sinh năm 1988, quê tại Tiền Giang, là cựu cầu thủ bóng đá, chơi ở vị trí trung vệ hoặc hậu vệ cánh. Khi sự nghiệp đang ở trên đỉnh cao, thì bất ngờ, ngày 19 tháng 7 năm 2014, anh cùng 5 cầu thủ khác của đội Đồng Nai đã bị bắt vì tham gia dàn xếp tỷ số tại vòng 21 V-League. Biến cố trên đã để lại hậu quả và bài học lớn trong sự nghiệp và cuộc đời của Nguyễn Thành Long Giang. Hãy cùng lắng nghe câu chuyện của anh tại Bước Qua Cánh Cửa. Trước đây thì em có một sự nghiệp cầu thủ có thể gọi là tương đối thành công. 18 tuổi thì em đã là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Việt Nam. 19 tuổi cũng vậy, 2-3 năm liên tiếp thì em cũng nằm trong top những cầu thủ trẻ nhất được đá đội tuyển quốc gia. Thi đấu V-League rồi tiền tài danh vọng nó đến với mình rất là nhanh. Thì vào năm 2014, khi đó em đang thi đấu cho câu lạc bộ Đồng Nai, mấy bạn mới rủ mình là cứ tham gia gọi là cát cược đó con. Thì mình được nghe với cái tư cách là mình tự bỏ tiền mình chơi thôi, thì đó mình không có suy nghĩ được cái vấn đề nó sâu xa hơn. Và cái số tiền mà mình bỏ ra chơi đó, nó thời điểm đó là khá nhỏ so với cái mức thu nhập của em. Nhưng mà cái đó là vi phạm cái đạo đức nghề nghiệp của mình, và bị công an phát hiện ra. Thì anh nhớ rõ từng ngày luôn. Ngày 19 tháng 7 năm 2014 là ngày đó là bọn em bị công an bắt. Và phải tạm giam ở Hà Nội, ở Bộ Công an. Lúc đó là đá ở đâu? Dạ, đó là tụi em làm khách sân Quảng Ninh. Dạ, là từ Đồng Nai bay Quảng Ninh thi đấu. Cái câu chuyện thì cũng tuy là nó buồn nhưng mà cũng buồn cười lắm. Đi về khách sạn, chuẩn bị đến khách sạn rồi, tự xe có dừng lại, có một nhóm người bước lên xe hô vậy, em cũng không nghe rõ nữa. Cái bắt đầu dơ x**t lên, dơ cả x**t lên. Trong đầu nghĩ, ủa sao tự ở Việt Nam mình có cướp ta? Mình cũng bất ngờ, mình không có hình dung cái việc của mình là nó ảnh hưởng tới pháp luật đến mức độ như vậy. Chưa bao giờ mình nhìn thấy ai cầm x**t trước mặt luôn. Công an không có gọi tên của em, vì chỉ gọi một số người mà gọi là cầm đầu á. Những người đó là móc nối với những cái đường dây cá cược ở nước ngoài. Còn như em và một số bạn nữa thì liên đới bị các bạn khác thuyết phục để mình bỏ tiền vô này kia, nhưng mà thật sự để phục vụ mục đích riêng của các bạn đó. Đến giờ phút này cũng đa phần cũng báo chí và truyền thông cũng không đưa đúng tất cả sự việc. Nên nhiều người vẫn nghĩ là cái mức độ của mình rất là nặng. Họ điều tra chủ yếu mấy nhóm mà chủ chốt á, thì bạn mới khai ra có mấy bạn này có tham gia cá cược. Thì bắt đầu mới gọi tụi em lên. Lúc đó mình chỉ biết là vi phạm thôi, nghĩ là cầu thủ vi phạm những chuyện này thì cũng không đến nỗi là phải đi tù ấy, không có nghĩ đến mức độ, không có hình dung được, không hiểu biết về pháp luật. Thì vẫn nhớ cái như cái ngày mà đầu tiên khi mà công an di lý mình về cái chỗ mà tạm giam á, vừa bước vào thì em nghe một tiếng sập cửa, cái rầm, thì em hoảng giống như không còn đó, không còn suy nghĩ được gì hết. Thời khắc mà cánh cửa đóng sập lại, giống như là từ một người đang được mến mộ, từ một cầu thủ đang tự do, có mọi thứ, bỗng phút chốc thì mình cảm giác mình mất tất cả. Nên em ám ảnh cái cảm giác đó. Ngay lúc đó là hiểu liền đúng không? Dạ đúng rồi. Là biết mình không còn cơ hội để được chơi bóng nữa, không còn cơ hội để...
lúc đó là cá cược xong rồi thắng hay là thua, biết kết quả chưa? Dạ, rất là thắng, nhưng mà mình là vẫn chưa có nhận tiền, nhận gì hết. Cái câu chuyện của em nó nôm na vậy nè. Cái bạn mà đứng đầu á, thì bạn thỏa thuận với một nhóm mafia bên ngoài gì đó. Ừ. Bạn giống như hợp đồng vậy, bạn bán cái tỷ số đó vậy vậy vậy, một số tiền rất là lớn. Còn bọn em thì không biết việc đó. Bạn đó mới rủ bọn em, ví dụ như là mấy anh mình chơi vui, không gì hết. Thì nhưng mà cái mục đích cuối cùng là phục vụ cho cái việc bạn đó vào bên kia. À. Dẫu gì thì bạn nó cũng phải trả giá pháp luật rất là gấp mấy lần em rồi. Uh-huh. Thì bây giờ mọi thứ cũng xong rồi, thì cũng không có trách cứ gì hết. Lần này chắc lần đầu tiên em chia sẻ cụ thể về cái sự việc của em á. Uh-huh. Chứ trước đây thì người ta chỉ nói chung chung là nhóm cầu thủ này vậy vậy vậy, là đưa cái mức độ của tụi em nó ngang bằng bạn kia. Trong cái nhóm của em thì em là người may mắn là có tên tuổi hơn. Bài báo nào người ta cũng toàn nói mình không thôi à. Dạ, chủ yếu người ta nói mình không, người ta không nhớ mấy bạn khác. Nhưng mà khi nghe các bạn rủ rê đó, thì em nghĩ đến điều gì mà em chấp nhận cái chuyện tham gia? Cái đầu tiên mà em nghĩ á, em nghĩ rất nhiều cầu thủ có thể sẽ bị luôn. Và em nhân đây nó cũng là một cái bài học. Đa phần á, những người mà thân với mình á, thân thiết với mình á, thì nói cái gì mình cũng ngại từ chối lắm. Uh-huh. Dạ. Thì sự việc của em thì 4-5 bạn là thân nhau, ở chung phòng với nhau. Thì khi mà người ta thuyết phục mình thì thấy có nhiều cái nó hợp lý lắm. Mà cái việc của mình á, nghĩ con chả ai mà quan tâm tới việc đó. Thì cái đó là một cái sai lầm. Mà từ khi mà mình bị rồi á, thì mình sẽ hiểu ra là tất cả những cái gì mình làm sẽ bị biết nếu mình làm sai. Uh-huh. Suy nghĩ đơn giản lắm, suy nghĩ là thôi kệ, anh em bạn bè thì chuyện này cũng không có là cái gì, không sao đâu cái này kia. Bây giờ mình mới rút ra kinh nghiệm, giờ em đang dạy các học trò nhỏ thì mình biết sau này cỡ nào không có phải ngại cái việc mà từ chối những người mà rủ mình hay gì á, là có thể không phải là họ xấu hoàn toàn, nhưng mà khi họ cũng đang bị cám dỗ mà mình phải dũng cảm từ chối những việc đó, mình lên án việc đó, thì rút ra từ bản thân em. Nhưng mà khi em ở trong môi trường huấn luyện bóng đá đó, thì những cái điều như vậy đó em có được dạy không? Dạ, ngày trước là được. Nếu mà họ nói không có dạy thì không có, nhưng mà để nhận thức hiểu biết á, nó không giống như các bạn trẻ bây giờ. Uh-huh. Dạ, thế hệ bây giờ thì trình độ học vấn, trình độ hiểu biết cũng cao hơn tụi em hồi xưa rất là nhiều. Thì lúc đó có nghĩa là nhận thức về cái chuyện mình làm đó nó chưa có rõ ràng, phải không? Dạ, đúng rồi. Những cái chuyện như vậy em có nghĩ đó là cám dỗ không? Tức là chuyện bán độ, mình ở trong một cái môi trường như vậy nó rất là nhạy cảm. Tại vì cái chuyện bán độ nó thường xuyên xảy ra. Yeah. Ở ngoài đời cũng vậy đúng không? Yeah. Tại vì bóng đá đó là môn thể thao vua, ai cũng thích, ai cũng tham gia. Thí dụ như có World Cup hay là một cái giải bóng đá lớn nào của thế giới là phải nói toàn cả thế giới đều là quan tâm, đều chú ý. Thì như vậy đó, cái chuyện cá độ nó đem đến cho bao nhiêu người tán gia bại sản, gia đình ly tán, chia tay, vân vân và vân vân. Thì em nghĩ rằng cái sự cám dỗ đó ở bên trong nội bộ nó có nhiều không? Dạ, yeah, em nghĩ là nhiều. Thật sự như cô Sương nói, ngày nào cũng có cám dỗ. Chẳng qua bóng đá thì nó dễ bị người ta quan tâm tới nhiều hơn và dễ phát hiện hơn. Chứ còn nghề nào cũng có tiêu cực. Sau này thì em tin là các bạn trẻ bây giờ nhận thức tốt hơn, được giáo dục nhiều hơn. Và những cái bài học từ tụi em nè, thì nó giảm hơn. Lúc đó, ngoài cái chuyện mà thấy là không còn đá bóng được nữa, không còn thi đấu được nữa, thì em còn nghĩ gì nữa? Em nghĩ tới gia đình, nghĩ tới mẹ. Uh-huh. Có người con cũng thành danh thì ai cũng tự hào, đặc biệt là mẹ. Mẹ còn chắc cũng tuổi cỡ cô xưa. Uh-huh. Mẹ thì tự hào mình lắm. Mà cái tính của mẹ thì hơi sĩ diện, lúc nào cũng con mình thế này thế kia. Thì lúc đó thì nghĩ tới sợ mẹ buồn, sợ tới nhiều người. Tại vì ở quê em á, thì gần như ai cũng biết em, ai cũng biết nhà cửa mình á. Sợ. Ở đâu quê, ở đâu? Ở Gò Công thì chuẩn bị được tại ngoại. Về đối mặt với mẹ thì cũng nghĩ trước đó giờ mẹ thì suốt ngày cứ kiểu càm ràm hay chửi mình. Hồi xưa giờ mỗi cái tật xấu hay mỗi cái gì mình làm không được thì mẹ hay la. Nhưng mà đặc biệt khi mà được về chắc mẹ biết mình buồn, sợ mình tủi thân, thì mẹ lại không nói, thà là mình thấy mẹ chửi mình lại thấy nó vui hơn. Thấy nó đỡ hơn, thấy nhẹ lòng hơn. Đúng không? Thấy mẹ vậy mình biết mẹ còn buồn dữ lắm, mà cũng ráng quan tâm mình.
Lúc mà cái câu chuyện đó xảy ra là em được bao nhiêu tuổi? Dạ em 26 tuổi. 26. Lúc đó đang đầu tuổi mà gọi là đẹp nhất của cầu thủ. Chắc là có người yêu rồi. Dạ. Rồi như vậy khi câu chuyện đó xảy ra, gia đình của mình, mẹ thì buồn. Dạ. Có thêm một cái điều gì khác nữa không? Bi kịch nào đó xảy ra cho gia đình hay không? Và người yêu á lúc đó thái độ như thế nào? Dạ. Chuyện này cũng đặc biệt. Chắc đó giờ cũng chưa có kể ai. Nhiều khi kể đây vợ không biết có giận không. Xin lỗi, người yêu lúc đó với vợ bây giờ là một người hay là khác? Dạ là trước đó thì em có quen một bạn, cũng quen lâu rồi, cũng hai bên gia đình thì cũng có nhiều khi có ý muốn tới. Nhưng mà trong thời gian đó thì em đang quen vợ bây giờ nè. Dạ. Mà biết sao cái tình cảm dành cho vợ nhiều hơn đó, không có muốn cưới bên kia. Là đang không biết phải làm sao đó. Thật sự chỉ muốn là cưới vợ bây giờ. Thì đùng một phát biến cố tới thì chỉ có vợ em bây giờ là đồng hành với gia đình, là cứ bay ra bay vào lo lắng cho mình từng ly từng tí. Biến cố đó cũng mở ra cho em một cái cánh cửa, rồi có thể là cánh cửa gia đình hạnh phúc. Hiện tại thì em đang có hai bé song sinh là 6 tuổi, chuẩn bị học lớp 1. Thì em cảm thấy là đúng là mình mất cũng nhiều, nhưng mà ông trời cũng không lấy mình tất cả, cũng cho một cái gia đình tương đối là hạnh phúc. Tất nhiên cái chuyện xui rủi thì không ai muốn, đúng không? Nhưng mà nếu mà mình nghĩ về cái câu chuyện đó với một cái gia đình hiện tại thì cũng có khi ông trời cũng thử thách, ông thử lòng cô vợ hiện tại, đúng không? Nếu như không có chuyện đó thì đúng là cái chuyện phân dân á, nó cũng là cứ kéo dài, không biết như thế nào. Nhưng mà nhờ như vậy thì mình mới thấy rõ trong cơn hoạn nạn ai là bạn của mình. Đó cũng là một cái may mắn, cũng là một cái cánh cửa mở ra trong một cái biến cố như vậy. Rồi thời gian thụ án ở trong tù là bao nhiêu lâu? Em bị tạm giam 3 tháng thì ngoài đó điều tra xác định mình là mức độ mình nhẹ cho tại ngoại. Thì khi mà xử án lần đầu tiên ở Đồng Nai á, thì xử án treo, gia đình cũng mừng rồi. Thì thôi làm lại cuộc đời, nói chung cũng đỡ phần nào. Thì cũng kiểu bi kịch nó xong nó cứ tới hoài. Cũng về nhà, cả nhà cũng làm tiệc, cũng ăn mừng thì thôi xui rủi cũng qua rồi. Ăn mừng xong khoảng chừng tuần sau thì nhận lại một cái lá đơn kháng nghị của viện kiểm sát là đề nghị xử lại. Lý do nói là dư luận quan tâm đặc biệt, thì nói chung quy là em thì không phải người Đồng Nai, nhưng mà em đến Đồng Nai thi đấu thôi. Thì khi mà sự việc xảy ra nó cũng ảnh hưởng dư luận của Đồng Nai rất là lớn, mình cũng làm mất niềm tin của người hâm mộ Đồng Nai. Thì viện kiểm sát muốn răn đe cái những trường hợp về thì bắt đầu mới xử lại với lý do dư luận quan tâm thôi, chuyển cái hình phạt là tù treo thành tù giam. Thì em có một cái là lúa mẹ bị gan, sơ gan thời kỳ cuối rồi, thì xin được ở ngoài lỡ có gì còn ghép gan cho mẹ. Thì không ngờ là tòa án bác luôn. Mẹ thì nóng mà cũng mẹ thương con thì cũng đứng dậy cũng phản ứng này kia tòa, thì ngay trong phiên tòa. Dạ. Không biết sao vừa buồn mà cũng vừa hiểu được tâm trạng của mẹ, đau mình giờ vậy mà cũng phải đi. Thì nếu mà so tất cả các vụ á thì vụ em là tính chất nhẹ nhất mà bị xử nặng nhất, kiểu mà răng le điểm thì dạ. Thì nói chung mình sai thì mình cũng chịu chấp nhận mọi thứ đó. Bỗng đi thời gian mấy năm trời á mới có giấy thi hành án. Em là người cuối cùng phải đi thi hành án, còn mấy bạn kia kể các bạn đầu vụ 6 năm bạn đi 4 năm bạn về rồi. Mà tòa án xong giống như là quên bẩn đi cái việc của mình á. Mình cứ ở ngoài cũng chờ đợi, cũng sợ, cảm giác như đi cho nó xong cho rồi. Cuối cùng là còn khoảng chừng tuần lễ nữa là tới thôi nôi của con. Thì là tòa án là bắt đi liền. Từ cái lúc cái án sơ thẩm cho đến khi mà bị bắt đi để mà vô tù đó, cái khoảng thời gian đó bao lâu? Nó kéo dài gần 5 năm. Thì đúng cái lúc đó thì mới xin là thôi để cho ăn cái Tết ở ngoài và ăn thôi nôi của con, xong đi thì nó không được. Trường hợp của mày là gần quá 5 năm rồi, nếu mà giải quyết là không được. Cái bắt buộc mình phải đi. Thì cũng may mắn là cũng được nhiều người thương giúp đỡ cái cho em về cái chỗ mà không phải là gọi là trại giam, chỉ là một cái nhà tạm giữ và có chừng
6-7 bạn tội nhẹ mà lý lịch tốt, chăm sóc nấu cơm nấu nước cho cán bộ và nấu ăn cho mấy người bị giam giữ thôi. Yeah. Từ đó thì em nấu ăn rất là ngon, nó biết nấu ăn rất nhiều món. Như em đã nói là ở trong cái thời gian em thụ án đó, yeah, thì cũng được giúp đỡ cho nó nhẹ nhàng hơn. Yeah. Nhưng mà nói gì thì nói, người ta nói nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại. Yeah. Thì cuộc sống ở trong tù dù cho nó có nhẹ nhàng cách nào đi nữa thì so với trong tù thôi. Yeah. Nhưng so với ở ngoài thì nó sẽ khác đi, nó nặng nề hơn. Yeah. Rất là nhiều. Nhất lại là khi mình biết rằng cái chuyện mà mình phạm pháp đó nó để lại những cái hậu quả nghiêm trọng về sau này. Yeah. Thì sau này khi em đã làm một người tự do rồi đó, yeah, có bao giờ em nhớ tới những cái giây phút mà ở trong tù không? Có bị ám ảnh không? Dạ có nhiều chứ. Sau khi mà bị sơ thẩm phúc thẩm lại á, mà phải đi á, nói chung là nó cũng nhẹ nhàng, cực khổ hơn so với bên ngoài. Nhưng mà so với em thời điểm đó mình đã đón nhận rồi, và mình đã quen với cái việc mà mình mất đi nhiều thứ rồi. Còn cái khoảng 3 tháng đầu tiên á, 3 tháng đầu tiên là kinh khủng khiếp. 90 ngày không gặp bất cứ một người thân nào hết, không thấy bất cứ kỳ ai chỉ ngoài công an và mấy ông bạn trong đó. Thật sự hoang mang, trong đầu nghĩ lung tung mọi việc á. Mấy anh trong đó cũng động viên, rồi mẹ và vợ bây giờ nè. 3 tháng đó không được thăm, chỉ bay ra rồi gửi bánh trái quà cáp. Tâm trạng mình nó cũng đỡ đi phần nào. Mình chỉ canh cánh nhất là những người hâm mộ mình, những người mà từng yêu mến mình. Mà thật sự mình cũng không đến nổi là người như vậy để xảy ra cái việc như thế này. Thì cũng quyết tâm tìm kiếm cơ hội để có thể xin giảm án, để được quay trở lại bóng đá. Thì có một cái cũng buồn là cái ngày mà em nộp đơn á, đơn thì gần như là được ngoài kia ủng hộ rồi. Tại cái ngày đó là mẹ bệnh thì buổi trưa đó vào thăm mẹ thì mẹ không nhận ra nữa rồi. Em thì có kinh nghiệm, tại vì ba vợ thì cũng bị ung thư mất. Nhìn thấy tình cảnh vậy đó là biết khó qua được. Thì chính thức cái ngày mà cầm cái lá đơn nộp ra ngoài Hà Nội á, nộp ra ngoài liên đoàn, thì bữa đó khuya mẹ mất. Nên cái ngày mà mong chờ nhất á, là để cho mẹ thấy mình được quay trở lại bóng đá, được mọi người công nhận trở lại á, thì mẹ không còn, không kịp. Mẹ không còn kịp để nhìn thấy cái sự trở lại của em, thì lúc đó em cảm thấy như thế nào? Em thì em cũng thấy là có một phần lỗi của mình, nên có thể bệnh tình của mẹ nó tiến triển nhiều hơn. Tại vì lớn tuổi mà lo âu cho mình, dù bao nhiêu ngày tháng mà mình bị giam trong đó hay là phải đối mặt với dư luận nhiều thứ vậy, thì có lẽ mẹ buồn thì ảnh hưởng tới sức khỏe, ngủ không được. Thì có thể nó cũng gián tiếp ảnh hưởng tới bệnh tình. Khi mà về cũng bị trên bên cũng khoảng thời gian rất là dài, không xem bóng đá. Thời gian đầu không xem đá Việt Nam khi quá sợ, buồn đúng không? Dạ, sợ là xem bạn mình, em mình, anh mình đang đá đó thì tủi thân. Thì có một lần đến sân cũng bớt rồi, đến sân Thống Nhất xem đội bóng của Sài Gòn, cũng anh em bạn bè, mà huấn viên cũng là người Anh. Mấy anh em mới kêu xuống sân chụp hình. Thì khi mình chuẩn bị bước xuống thì bảo vệ sân cũng chặn lại. Mà trong khi cái sân đó ngày xưa thì chắc mình là một những idol ở sân đó. Cảm giác nó tủi thân mà rớt nước mắt. Tại sao giờ mình lại phải như thế này? Hơn là cũng có bạn chạy tới nói là ở đây cũng cầu thủ đó, trong đội này kia dẫn xuống. Thì mình cũng ngoài, nhưng mà chuyện đó mình cũng nhớ hoài. Bảo vệ là biết em? Không biết. À không biết, tại vì không cho một người khán giả xuống. Bảo vệ làm thôi. Đúng, và bảo vệ làm đúng. À ha. Chứ tại cái khoảng thời gian mà em nghỉ cũng vài năm em mới quay trở lại sân. Thì có thể những người đó cũng không có người quen. Người ta quên mình. Dạ đúng rồi. Nói lẽ mình là thế này kia, mà giờ mình chỉ xuống chụp hình với bạn mình thôi. Cũng bị ngăn cản với tư cách là một người khán giả quá khích. À. Nghĩ về cái sự nghiệp của mình á, mình thấy mình sinh ra đã đam mê bóng đá tập từ nhỏ, 12, 13 tuổi, mười mấy năm chỉ biết ăn, ngủ bóng đá và có suy nghĩ là giống thầy mình á. Thầy mình giống như là thần tượng rồi.
Ngày xưa thầy đá bóng xong thầy làm huấn luyện viên, cả cuộc đời thầy dành cho bóng đá, thì mình cũng nghĩ như vậy. Mà giữa đường thì mình bị sự cố như vậy. Ở trong đó thì em cứ suy nghĩ một ngày nữa, em cứ đau đáu là em phải quay trở lại với bóng đá. Nên em chỉ trông chờ cái ngày mà em vừa được ra đó, thì em mới làm đơn, em xin quay trở lại với bóng đá. Một trong lá đơn đầu tiên của em thì cũng được truyền thông ủng hộ lắm, nhưng mà chắc là vẫn chưa đến cái thời điểm tốt nhất để được xem xét. Một năm sau em cũng làm mà vẫn không được, thì cũng có nhiều người á, người trong cuộc cũng có mà người thân cũng có, là kêu em thôi chấp nhận đi, giờ làm một cái nghề khác, quên bóng đá đi. Nhưng mà em vẫn có cái niềm tin là năm nay chưa được, năm sau chưa được, chưa chắc năm tới không được. Em có niềm tin vậy. Em có viết trong cái lá đơn á, thì trên mạng xã hội và truyền thông á, có dư luận trái chiều, thì em vẫn biết có những người nói là những người mà giống như em nè sẽ thế nào cũng người quen đường cũ. Nhưng mà em á, thì suy nghĩ là những người mà từng trải qua như mình thực tế rồi á, mình biết những cái gì mà nó khổ, mà thật sự không thể kể trên đây được, những cái mà nó khủng khiếp lắm mà mình đã trải qua, thì em vẫn luôn tin là sẽ không bao giờ dám tái phạm nữa. Pháp luật mình không có đơn giản. Dạ, chứ không phải như người ta cứ nghĩ là mấy thằng vi phạm này thế nào cũng quay người quen thì cũ đó. Ra tù rồi dạ, lại đâu vào đó. Dạ, đó là đối với tụi em cầu thủ thì em nghĩ những người mà từng vi phạm rồi em nghĩ không dám quay trở lại. Và trong cái lá đơn mà em viết tay gửi cho liên đoàn á, em nói là em mong được cơ hội được làm huấn luyện viên, thì chưa chắc là em có thể là huấn luyện viên giỏi, đào tạo giỏi, nhưng mà chắc chắn em dám hứa là học trò em sẽ không ai đi vào vết xe đổ của em. Những gì mà em trải qua thì em có thể chia sẻ thẳng thắn với học trò mình hết. Thì cơ duyên đó, có một người anh không có trung tâm đá cộng đồng cũng khá lớn, thì em biết ở trung tâm này có một cái lớp năng khiếu tham dự giải toàn quốc. Tại vì mấy đứa nhỏ nó giống mình ngày xưa, nếu mình được dạy tụi nó thì cũng nguôi ngoai nhớ nghề. Thì ảnh mới ngỏ lời với em là anh thấy Giang thì chuyên môn thì không nói rồi, ai cũng biết rồi, mà thấy yêu nghề nhiệt huyết, yêu trẻ con thì cũng muốn làm nghề. Nghe ông nói câu đó cái đúng như là nó chạm vào tim mình á, thì em đồng ý ngay. Thì trong một lần dẫn đội đi dự giải toàn quốc ở Đắk Lắk, đội đang đá thì bắt đầu ban tổ chức mới phát hiện ra là mình vẫn còn cái án của Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Thì lúc đó cũng không hiểu là cái giải đấu đó thuộc Liên đoàn bóng đá Việt Nam tổ chức. Thì bắt đầu em đang ở trong phòng thôi, thì điện thoại xuống rồi đi thu lại cái thẻ của mình á. Học trò của mình đá thì mình phải ngồi khán đài. Cảm giác em lúc đó như thế nào? Lúc đó mình tủi thân á, rồi nghĩ trong đầu bao nhiêu công sức của mình làm dẫn dắt dạy tụi nhỏ vậy nè, tới cái ngày thi đấu á, mình phải như thế này. Mà cảm giác nó khó tả, vừa buồn và vừa học trò thì không hiểu, nó nhỏ quá, 9-10 tuổi nó không hiểu lý do là sao. Nhưng mà em cũng đối mặt với tụi nó, giờ em cũng nói thật sự việc của thầy vậy vậy, và sau này thầy cũng sẽ không muốn tụi con giống như thầy như thế. Rồi lúc đó em có cảm thấy là em tự trách mình không, là tại sao? Dạ đúng rồi, nghĩ là chỉ vì một cái phút mồng một thôi mình mất nhiều thứ. Cũng may là mấy học trò và đặc biệt là phụ huynh, họ biết hoàn cảnh của mình nhưng họ vẫn cảm thông, họ vẫn tin tưởng và vẫn động viên. Thì chính vì những đứa học trò đó mà nó tiếp thêm cho em động lực để em viết một cái lá đơn lần cuối cùng á. Thì em được mọi người ủng hộ hơn và được kể cả ban tổ chức, cái người mà tước quyền chỉ đạo của mình á, họ cũng ủng hộ cho mình để được quay trở lại bóng đá với danh là huấn luyện viên. Cũng cho em quay lại với tư cách là cầu thủ, nhưng mà khi giờ mình cũng có tuổi rồi. Nay em 36 tuổi thì so với cầu thủ thì cũng lớn rồi. Vừa rồi thì em mới học xong một cái khóa huấn luyện do Việt Nam và AFC là Liên đoàn đá châu Á tổ chức. Coi như là Liên đoàn đá Việt Nam chấp nhận mình với tư cách là một huấn luyện viên chính thống rồi. Rồi em cũng muốn khoe với mẹ. Nhưng mà cũng tiếc là giờ không thể khoe trực tiếp với mẹ cái việc đó. Nhưng mà cũng mong là những cái thành công sau này của mình thì mẹ cũng có thể biết. Em nghĩ gì khi mà cái chuyện em quay lại á, được gia đình và được cả khán giả ủng hộ nữa, cái điều đó khiến em nghĩ gì? Em càng cảm thấy em may mắn. Em may mắn vì lúc nào, những lúc mà khó khăn nhất á, vẫn có gia đình ở bên và người hâm mộ, những người mà yêu mến mình á, cũng không có quảnh mặt với mình. Với em vẫn thấy là em vẫn có cái nợ với bóng đá.
bóng đá cho mình rất nhiều thứ rồi. Có những lúc mình sống không đúng với nghề nên mình bị lấy đi những thứ đó, thì em thấy là đúng. Em vẫn suy nghĩ là do mình, tất cả lỗi do mình, và em muốn là mình phải quay trở lại để làm những việc gì có ích cho bóng đá, và để mình cảm thấy thứ nhất là mình sống thoải mái với cái nghề của mình, và thứ hai mình cũng muốn thành công để trả ơn những người mà từng giúp đỡ mình trong cái việc mà để quay trở lại. Ban đầu thì em cũng có dạy cho những cái lớp miễn phí, và em cũng có ủng hộ cho một cái trung tâm ở quê hương em á, là gần như là banh bóng cho các bạn tập miễn phí. Còn cái công việc ở đây là đội bóng này, đội bóng năng khiếu tham dự giải toàn quốc, giải lớn, nên họ được đầu tư và họ được, có trả lương cho em. Vừa đủ thôi, vừa đủ để đóng tiền học cho con mình thôi. Rồi như vậy, xin lỗi, cuộc sống hiện tại về kinh tế là làm nghề gì để bù cho những cái khoản thiếu hụt kia? Trước đây thì em, cái khoảng thời gian mà vừa nghỉ bóng đá thì anh em có làm về mảng mà trang trí xe hơi, làm ăn cũng được lắm. Nhà em thì có 3 tiệm, em 2 tiệm, chị em 1 tiệm. Thì em suốt ngày em đi đá bóng, em đi dạy nè, em bỏ tiệm nhiều. Rồi dịch làm ăn cũng khó, rồi em mới dồn về làm chung với chị. Rồi hai chị em cùng hợp tác làm cái mảng đó, và em đi dạy. Có lẽ là trong cuộc đời của Long Giang á, có rất nhiều cánh cửa khác nữa đúng không? Nhưng mà những cánh cửa quan trọng nhất thì nó gắn bó với cái niềm đam mê của mình. Như vậy thì bước qua những cánh cửa vừa rồi, những cánh cửa đáng nhớ trong cuộc đời, Long Giang muốn nhắn nhủ gì đến những người đồng nghiệp tương lai, tức là cái thế hệ bóng đá trẻ sau này? Em muốn nhắn với tất cả các bạn trẻ thì hãy nhìn những tấm gương như Giang và một số anh thế hệ trước để mình rút ra kinh nghiệm. Mình yêu nghề, hết lòng với nghề thì nghề không phụ mình. Cũng từ khi em có hai bé thì em suy nghĩ là mình phải trở thành một, ít nhất mình phải trở thành người tốt. Nếu mình làm được nguyên giỏi người tốt thì sau này con mình lớn lên thì mình cũng kể câu chuyện, hồi xưa ba đá banh rồi ba bị vậy, rồi bây giờ ba vẫn trở thành một người như thế này, thì đó là một bài học rất là tốt cho con mình, còn hơn là mình trốn tránh mình. Tức là mình không ngại lấy những cái vấp ngã của mình để làm tấm gương cho con mình, đúng không? Cô nghĩ rằng ở đời cũng không phải ai cũng can đảm, không phải ai cũng nghĩ như Long Giang được như vậy. Thì cô rất là phải nói là khâm phục Long Giang ở chỗ này. Cảm ơn em rất là nhiều. Và qua câu chuyện này chúng ta thấy được một điều là cái cánh cửa khó khăn nhất là cánh cửa đối diện với chính mình, đối diện với những sai lầm mà mình đã phạm phải trong quá khứ. Và điều đó Long Giang đã thực hiện được, và anh lấy đó làm tấm gương để mà giáo dục cho con mình, cũng như là làm tấm gương để khuyên bảo thế hệ trẻ sau này. Xin cảm ơn cuộc trò chuyện với Long Giang. Cảm ơn em rất là nhiều đã đến đây và đã trải lòng mình với những câu chuyện mà xưa nay có thể là em chưa nói với truyền thông, với khán giả hâm mộ. Kính thưa quý vị, chương trình được phát sóng trên kênh MCV Media và trên kênh YouTube Nghệ sĩ Xuân Hương. Quý vị khán giả thân mến, chương trình Bước qua cánh cửa với phần trò chuyện với cựu cầu thủ Long Giang đến đây xin tạm dừng. Xuân Hương và Long Giang trân trọng chào tạm biệt.